sinh ra, không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cho mình cha là ai, mẹ là ai và hoàn cảnh sống như thế nào. Đó có thể là sự đầm ấm, sung túc của một gia đình khá giả, hay đó cũng có thể là chuỗi ngày vất vả ngược xuôi của người cha với mong mỏi cho sự đong đầy. Và đó cũng là lựa chọn duy nhất để họ tìm kiếm một thứ gì đó gọi là hạnh phúc. Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nỗi đau lại càng hằn sâu bấy nhiêu, bởi tất cả những nỗ lực dường như vô nghĩa. Và câu chuyện mà chúng tôi sắp kể đây là những mảnh ghép của những ký ức buồn về một cô bé tuổi 18, tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing. Em là cô thầy Mỹ Huệ ở Quảng Ngã. Mỗi người đều có những giấc mơ cho riêng mình. Nó là những điều vĩ đại hay đơn giản là mơ về một gia đình hạnh phúc, một mái nhà êm ấm. Thế nhưng đối với em thì nó mãi mãi chỉ là những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, vì nó đã được diễn ra. Những cái khoảng thời gian đẹp nhất ấy, đáng nhớ nhất ấy thì em lại còn quá nhỏ để có thể cảm nhận, để kịp thành hình và đọc lại trong tiềm thức. Má nuốt quá vì má không bé, vì sinh đầu sinh con bé là được mái thớ, là lúc và nó vất vả lắm, khổ lắm. Má không nuôi, nuôi má không bé là đi củi, đi nhà hay con củi vì bón mua hộ, mua từng lần hộ. Má không bé nghĩa nuôi nuôi mẹ con đó, hạnh phúc đó. Người ta này có được con bé được 4 tuổi rồi, nó bỏ nó, mình già này kia mù này kia nó bỏ đi. Đi nghe lại đồng bại đồng bả đó, khi vì cọc khổ này kia đó, rồi bỏ luôn, nó bỏ luôn. Chú thấy bà thì chú cũng ở với cái nuôi con bé từ nhỏ đến bây giờ, nó đau biết mẹ rồi, nó đau cho không, nó đau biết mẹ rồi. Mọi lo toan đều đổ trên đôi vai gầy gò của người cha. Đã vất vả, mưu sinh, nay lại nặng thêm một cánh lo, một cánh thương và một cánh buồn. Ta này có đồ vợ, chú đi nấu cơm. Nấu cơm thì họ công trình tháng được 3 triệu. 3 triệu thì lâu lao gãi về cho con bé, nhà dân nội. Bà nội thì bà mù quá. Họ đi hạt ngà biết, vì hầu vì lo cơm nước cho nội ăn. Ta đầu bà mù qua đà, bóc qua đà. Qua đà thì chú đi lộn được, chú ở nhà. Chú nhà thì chú cũng lo đi làm cai, đồ làm keo, lục vỏ keo á, ngà 130.000. Mà đi tiền xăng, tiền phụ, tiền ăn này kia, đủ cũng không thấy đau, cũng đủ, không đủ tiền nữa cơ. Vừa cố gắng đi làm xa để kiếm thêm tiền nuôi con nhỏ, người mẹ già bận tật, vừa đi tìm kiếm hình bóng của người mẹ cho con nhỏ ở nhà đói sữa. Và rồi niềm vui tưởng chừng như vỡ òa khi bóng dáng vừa quen vừa lạ của người mẹ quay trở lại căn nhà xưa sau bao nhiêu năm xa cách. Hạnh phúc tưởng chừng như đã tìm được chốn nghỉ chân tại căn nhà nhỏ của hai ba con khi có bàn tay của người mẹ. Thế nhưng gặp lại mẹ mà em vui lắm nhá. Em lôi mẹ là để sống cùng em, cùng gia đình em. Nhưng mà tiếc thay là mẹ bỏ đi luôn, không quay về nữa. Mọi người ở dân đều chứng kiến cảnh đó, thấy ai cũng vậy đó. Em nằm xuống đường á, em lôi mẹ là mẹ ở lại với con, mẹ nuôi con, cái nhà có mình con với bà nội thôi. Thứ ba nữa, gia đình mình vẫn vay đủ, tại sao mẹ lại bỏ con đi? Mà mẹ bất chấp, mẹ hắt em đi, mẹ em đi luôn. Trong đêm mùa đông hay màu nỗi đau, sự mất mát sẽ làm con người ta dễ dàng gục ngã trước số phận, nhưng đôi khi nó lại là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ để chúng ta có thể vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống này. Cái động lực của em là chính từ ba. Ba nói rằng là con cứ học đi, con học. Ba con học tới đâu là ba sẽ nuôi tới đó. Dù khó khăn cho mấy thì ba cũng sẽ nuôi con. Chính từ cái động lực đó mà khiến em mạnh mẽ như bây giờ. Bươn trải một mình nuôi con, gồng gánh cả thế giới để cho con ăn học thành người. Để rồi bây giờ, em đã tặng cho ba một niềm hạnh phúc vỡ òa trong nỗi cơ cực. Em đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing. Những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng, cùng sai bước trên đường dài. Ít ai biết được, để có thể trở thành một tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing là cả một sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cô bé nhỏ nhắn này. Sinh ra trong một gia đình đông anh em tại một huyện nghèo khó của tỉnh Kiên Giang, cả gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của cha, mỗi tháng thu nhập chỉ hơn 1 triệu cho 7 miệng ăn, rồi tiền học, tiền sinh hoạt, một bài toán chi tiêu quá khó cho những trăn trở ngột ngang của các đấng sinh thành. Từ năm ngoái tới bây giờ là rất là khó khăn. Lúc trước cũng khó khăn nhưng mà cũng không bằng từ năm ngoái tới bây giờ. Tại vì
chồng rể thì nó càng ngày càng thất, mà nợ lại càng ngày càng nhân chất, rồi các em lại càng ngày càng học nhiều, phải chi tiêu nhiều. Dạ thì tại vì lúc đó là ở dưới quê nên là kiếm rau xung quanh nhà để ăn, rồi có đi câu cá để kiếm thêm để ăn. Khi thấy những gia đình khác có đầy đủ ăn, được ăn no, được mặc đẹp thì em cũng cảm thấy buồn nhiều, cũng cảm thấy tủi, không biết là tại sao mình lại phải cũng như mấy bạn bè như mình phải chịu cực nhiều hơn. Em cũng buồn nhiều lắm nhưng mà cũng chấp nhận, người ta gì mình đã vậy rồi, mình phải cố gắng. Và cứ thế, cái nghèo và bệnh tật nó như là một cái vòng lẩn quẩn khiến con người ta mệt mỏi, thiếu suy nghĩ cho những quyết định của mình. Nhưng mà cô có nói với em này nè, con ơi, bây giờ khả năng của cha mẹ thì chỉ lo cho các con học là hết cấp 3 thôi. Chứ nếu mà lo thêm nữa thì chắc cha mẹ lo không nổi. Trước khi nói ra câu mà bạn với em nghỉ học là cô đã trăn trở rất nhiều, rất nhiều đêm. Mà có khi cô khóc đêm nữa. Nhưng mà tới chừng mà phải nói ra với em câu đó thì nói chung là cô cũng đã gần như là tốn rất nhiều nước mắt. Nhưng mà để nói ra để cho em nó hiểu thêm cái tấm lòng của người mẹ. Chứ còn không khi nào mà cô lương tâm cô bắt em nghỉ học hết. Nói ra cái câu cho em nghỉ học là cô rất là đau lòng. Nhưng mà phải là dằn lòng mà cầm nước mắt và nói với em câu đó. Quyết định là vậy đó, giọt nước mắt đã rơi khi nói ra những lời đau lòng là vậy đó. Thế nhưng ngày 2/9 do đó chúng tiện mới về tới chỗ em. Thì lúc đó ngồi nhận với báo là mẹ rất là vui. Mừng lắm, mừng nhưng mà mừng rơi nước mắt. Tại vì á, mừng là con nhà mình nghèo mà con mình có thể học được tới cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay. Nhưng mà lo là không biết mình có khả năng để cho con mình đi học được trong thời gian dài như vậy không. Mọi thứ trong ngôi nhà ấy đều thiếu thốn đủ bề, riêng chỉ có tinh thần lạc quan và sự quyết tâm là đong đầy hơn bao giờ hết. Và cũng từ sự khó khăn, cùng cực mà con người ta mới nhận ra những giá trị đích thực, biết trân quý cuộc sống này hơn. Như vậy, với sự nghị lực phi thường và tinh thần luôn lạc quan, hai cô gái nhỏ nhắn tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing đã dành tặng cho ba mẹ mình những điều thật tuyệt vời, không phụ lòng mong mỏi, sự hy sinh của các bậc sinh thành. Và để tiếp thêm sức mạnh, đồng hành với hai bạn trong thời gian sắp tới, hỗ trợ gia đình bớt đi một gánh nặng, chương trình chắc chắn sẽ phải thực hiện chuyến tiếp sức của mình trong năm 2015 này. Rất nhanh chóng, ekip đã họp bàn kế hoạch để thực hiện những điều thật bất ngờ cho hai bạn Mỹ Huệ và Minh Anh như một món quà mà ngôi nhà giữa em gửi tặng tới những thành viên mới của mình. Mỗi năm, ekip chương trình luôn có những thành viên mới. Đây là một lợi thế khi rất nhiều ý tưởng đặc sắc sẽ được đưa ra. Tuy nhiên, đó cũng là bất lợi rất lớn khi các biên tập viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Cái là gia đình dụ bái mẹ sao đó. Em đang nghĩ hai hướng, một là cho từng bé nói, hai là mình làm song song luôn. Nghĩa năm ngoái cũng có ai đề xuất ý tưởng song song rồi nhưng mà... Một cái clip 6 phút như vậy thì mình mix hai cái hoàn cảnh lại luôn. Thì song song em nghĩ là cũng không rõ rồi. Song song thì người thứ nhất sẽ bật lên người Sao nó không bớt khớp với nhau. Sau cuộc họp lên ý tưởng thực hiện chương trình, ekip nhanh chóng triển khai kế hoạch khi chia thành hai nhóm. Một nhóm tiếp cận nhân vật để phỏng vấn, tìm hiểu thêm thông tin, ghi lại hình ảnh các bạn hiện đang học tập tại trường. Nhóm thứ hai lên đường tới nơi làm việc của ba mẹ hai bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip của chúng tôi sáng ngày hôm nay sẽ cùng tới với huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ba của bạn Mỹ Huệ đang làm việc tại đó. Và cũng đi trong ngày hôm nay luôn, thì buổi chiều thì chúng tôi sẽ cùng đến với huyện Long Thành, Đồng Nai để chúng ta cùng thăm nhà, thăm nơi trọ của bố mẹ bạn Minh Anh hiện nay đang sinh sống và làm việc tại đó. À dạ chú ơi, cái quán anh Sáu của mình á chú, thì nó nằm ở chỗ nào chú nhờ? Dạ, nó có gần cầu vượt không chú? Dạ, cái quán anh Sáu của mình á chú, nó có gần cầu vượt không ạ? Nó cũng chạy vô,
Dạ mình đi lên cầu vượt hay là ở dưới hả chú? Dạ vậy là chưa lên cầu vượt phải không chú? Kìa anh Sáu. Vậy là cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được địa điểm mà mình tác nghiệp. Và vậy là chú Ngô Đường đang đứng đầu đường để đón đoàn của chúng tôi. Thực ra thì cả đoàn đấy khi chúng tôi chưa biết mặt chú Ngô Đường là như thế nào. Mà đoàn chắc là gì? Dạ đúng, chắc là vậy. Nào luôn. Con đến từ trường đại học Bắc Ninh, con của chú Ngô Đương. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của cô chủ quán nơi đây, cả ekip đã tiếp xúc và trò chuyện rất nhiều với chú Ngô Đương để có thể tìm hiểu thật rõ về hoàn cảnh gia đình cũng như tình cảm của chú dành cho con gái của mình. Và cả ekip cũng đã không quên dặn chú bí mật về buổi gặp gỡ ngày hôm nay, không nói cho em Mỹ Huệ biết trước khi tiếp tục chuyến hành trình của mình tới với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang trên đường xuống tới nhà của mẹ của bạn Minh Anh, là một trong những nhân vật của Tiếp Sức Đến Trường năm 2015. Nhưng mà ở đây thì khá là xa so với thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ không biết là cái kế hoạch của chúng ta là mời bố mẹ của bạn lên trường là có thực hiện được hay không đây? Thì mình muốn xe được không? Mình muốn xe bây giờ cái ổn định đi của mình thì không có cho phép xe, mà đặc biệt là chương trình của mình lại dự kiến tổ chức vào tối nữa, cho nên là mình là không khăn. Như vậy là chắc chắn phải ở lại rồi. Cho bạn nào lại gớt được. Tại đây, chúng tôi cũng đã được nghe những lời tâm sự chân thành, được chứng kiến một bữa cơm gia đình giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương. Đồng thời, chúng tôi cũng đã mời cô chú tới tham dự chương trình. Đó là một món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho bạn Minh Anh. Mọi thứ đã được tìm hiểu rõ ràng, ý tưởng cũng đã được lên kịch bản chi tiết. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để chuyến tiếp sức năm nay được thực hiện. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là chuyến hành trình của chúng tôi từ Củ Chi cho tới tỉnh Đồng Nai hiện tại thì đã chuẩn bị khép lại. Và bây giờ cả ekip chúng tôi sẽ quay trở lại trường đại học trong tỉnh. Với bất kỳ chương trình nào, những người tổ chức luôn sợ nhất là trời mưa, và điều đó đã ghé thăm chương trình của chúng tôi. 3 giờ chiều, nghĩa là cách giờ thực hiện 3 tiếng, trời mưa trắng trời. 4 giờ, trời vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn. Trong khi đó, biên tập viên Minh Trung được phân công đi đón chú Ngô Đương ở Củ Chi vẫn chưa thể liên lạc được. Bố mẹ bạn Minh Anh ở Long Thành, Đồng Nai thì vẫn chưa tới được địa điểm thực hiện chương trình. Khi chỉ còn cách thời điểm diễn ra chương trình đúng 1 tiếng, cả ekip cũng đã yên tâm phần nào khi trời quang mây tạnh, chú Ngô Đương đã được biên tập viên Minh Trung đón tới, bố mẹ bạn Minh Anh cũng đã sẵn sàng có mặt tại cơ sở 2C Phổ Quang. Vẫn tưởng những khó khăn của cả ekip là phải cẩn thận khi không để hai nhân vật chính bắt gặp bố mẹ của mình. Tuy nhiên, một điều làm cả ekip vô cùng hoang mang. Là chú có nói gì với em chưa? Con đã dặn chú là giữ bí mật giùm con rồi mà. Phải dặn chú là chú đừng nói gì. Chú nói gì với em rồi? Qua chú nói là có người xuống đón chú á. Xuống đón rồi chứ không nói gì đâu đúng không? Vâng, thưa quý vị, vừa nãy thì chúng tôi cũng hết hồn. Là chú Ngô Đương nói là đã nói với em Mỹ Huệ là sẽ có người tới đón. Nhưng mà may là chú không nói là đón đi đâu. Vì vậy mà kế hoạch của chúng tôi là muốn giữ bí mật cho em Mỹ Huệ là vẫn thực hiện được.
và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị vào chương trình. Vậy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Và kính thưa quý vị, một thứ tình thương không đối tượng so sánh và chỉ có thể tạm ví như ngọn núi Thái Sơn hay nước trong nguồn chảy ra. Và hai câu chuyện mà chúng tôi sắp kể cho quý vị và các bạn ngay bây giờ sẽ là những minh chứng rõ nhất nhất cho sự hy sinh, cho những cống hiến vất vả của những bậc làm cha, làm mẹ. Và trong đó cũng có sự nỗ lực vươn lên phi thường của các bạn tân sinh viên. Và sau đây mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau. Em là cô Thị Mỹ Huệ, ở Quảng Ngãi. Mỗi người đều có những giấc mơ cho riêng mình. Nó là những điều vĩ đại hay đơn giản là mơ về một gia đình hạnh phúc, một mái nhà êm ấm. Thế nhưng đối với em thì nó mãi mãi chỉ là những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực đủ về. Riêng chỉ có tinh thần lạc quan và sự quyết tâm là đong đầy hơn bao giờ hết. Và cũng từ sự khó khăn, cùng cực mà con người ta mới nhận ra những giá trị đích thực, biết trân quý cuộc sống này hơn. Mới kể chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyến hành trình của sự hy sinh, của những đêm không ngủ và lớn hơn nữa là tình yêu thương con vô bờ bến của những người làm cha, làm mẹ. Họ không màng đến bản thân của mình, mà họ chỉ quan tâm con của mình thôi. Họ đã nuôi giấc mơ của con là được đi. Và ngày hôm nay, hai bạn Minh Anh và Mỹ Huệ cũng đang có mặt trong hội trường này. Và anh Hồng Quân rất là muốn mời Minh Anh và Mỹ Huệ lên trên này được không? Xin mời hai em. Xin chào hai em. Thì không biết rằng là giờ phút này em cảm thấy như thế nào nhỉ? Còn Mỹ Huệ thì sao? Vậy thì anh có một câu hỏi dành cho hai cô bé rất là nhỏ nhắn này, đó là không biết là động lực từ đâu mà hai em quyết tâm là phải đi học đến cùng và ngày hôm nay là trở thành tân sinh viên của trường đại học tài chính marketing. Dạ, động lực là từ gia đình, gia em muốn là cố gắng học để các anh chị làm được. Còn Mỹ Huệ, động lực của em là gì nhỉ? Dạ,
Vậy thì bây giờ nếu có một lời muốn gửi tới cho ba mẹ của mình thì hai em sẽ nói điều gì? Đầu tiên Mỹ Huệ, em sẽ nói điều gì nhỉ? Ba, con hiểu ba. Còn Vinh Anh, em sẽ nói điều gì với ba mẹ? Mà hai bạn Minh Anh và Mỹ Huệ dành cho cha mẹ của mình vì sự hy sinh, vì sự cống hiến của những bậc làm cha làm mẹ đúng không? Không biết là thể hiện tình cảm này tới cho ba mẹ của mình chưa? Và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là với những lời nói dễ như vậy thôi, nhưng mà ít có ai có thể là bày tỏ cảm xúc của mình khi đứng trước mặt người ba, người mẹ của mình. Và Mỹ Huệ, Minh Anh thân mến, hai em hãy nhìn xuống dưới kia xem có hình ảnh nào quen thuộc với mình đang ngồi dưới các khán giả hay không ạ? Với cả hai bạn Minh Anh và Mỹ Huệ, chúng tôi đã không thông báo trước cho hai bạn là hai bạn sẽ nhận được học bổng này, và cũng không thông báo cho hai bạn biết trước rằng là sẽ có ba mẹ của hai bạn sẽ tới cùng chung vui trong ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, những cảm xúc thật là đong đầy vì những gì mà chúng ta, vì những gì mà cả hai gia đình của chúng ta đã đi qua trong thời gian vừa qua để có được những thành công bước đầu trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, trường đại học tài chính marketing cũng sẽ đồng hành cùng với các em trong suốt những năm tiếp theo mà các em học ở trường, và rất hy vọng những năm đằng sau nữa. Và chính vì vậy mà học bổng tiếp sức đến trường ngày hôm nay sẽ trao những học bổng thật là ý nghĩa dành cho các em và dành tặng cho gia đình của mình nữa, để cho gia đình của mình sẽ bớt đi một gánh lo, bớt đi một gánh buồn được không? Dạ, ngày hôm nay tới với chương trình thì chú cảm thấy như thế nào ạ? Và em Mỹ Huệ nhà mình đã được sự giúp đỡ của nhà trường thì chú cảm thấy như thế nào? Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú ạ. Còn chú Trí là ba của bạn Minh Anh, thì chú có muốn nói lời điều gì tới quý vị không ạ? Xin được cảm ơn chú ạ. Trân trọng kính mời đại diện của công ty cổ phần thương mại Kiến Việt và ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh 4 sẽ lên trao hai suất học bổng cho hai bạn Minh Anh và Mỹ Huệ. Mỗi suất học bổng là 100% học phí của năm học, tương đương là 13 triệu đồng. Và bây giờ thì hai bạn sẽ không phải lo tới việc học phí của mình nữa. Các bạn hãy yên tâm học thật tốt để sau này chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nhé. Và kính thưa quý vị, hai bạn Minh Anh và Mỹ Huệ hiện nay cũng đã được nhà trường hỗ trợ ở trong ký túc xá của trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Và sau đây thì được mời đại diện của hai doanh nghiệp chúng ta sẽ cùng lên trao những phần học bổng đầy ý nghĩa này. Và xin mời hai gia đình của chúng ta sẽ cùng đón nhận hai phần học bổng này nhé. Giữa ánh sáng của vinh quang
cha lặng thầm, ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng cùng sải bước trên đường xa. Cha cho con những giấc mơ, bao dung cho con những khi con lạc đường, nâng đôi tay cho đời con bay cao mạnh mẽ. Con luôn tự hào khi được là con. Yeah.